Ủa quán này đóng cửa không ba? Trời ơi sao đóng cửa mở bình thường chứ ông? Không có chuyện kỳ vậy? Tại tôi thấy quán đông quá nên hỏi vậy. Ông im đi ông, đừng có chế giễu quán tôi. Quán đã ế nhệ rồi mà hai ông vô uống không trả tiền nữa. Tự hỏi tán này sống sao đây? Có trả tiền mà. Trả con khỉ. Mà hai chị phụ nữ đó hết rồi. Em đây nè. Trời ơi. Trời ơi Quỳnh Quỳnh, chú nói nha, con mà làm vài lần nữa là tim ổng hồng ra đó. Ổng già rồi, đâu phải trẻ tuổi như chú đâu. Đâu? Đau tim đâu đâu? Đây coi coi. Lại Quỳnh. Đây, đây, đây. Quỳnh, lại đi giờ? Kiểm tra cho. Thôi. Không giỡn. Ăn bánh đi, ngon. Cảm ơn cháu. Thôi để em ra có con cái luôn rồi trời. Bánh ngon vậy à? Miếng này. Chú ba, muốn ăn thì lăn vô bếp mà lấy. Cái này dì Hà lấy về để bán đó nha. Ôi, bà bán bánh luôn hả trời? Chứ sao? Phải kinh doanh thêm chứ. Rồi con nhỏ này nữa. Tài lanh tài liệt. Bánh tao đem về bán. Mà mày đem ra mà mời trai hả mày? Em nói sai hả? Thành là con trai mà, đúng không? Con gái con lứa không có nết này hết. Đem ra một cái, ai ăn ai nhịn. Dạ đây, dạ bánh đây, dạ có sẵn dạ. Nhà mình vào vô ăn, ăn mình. Hay quá Hà ơi. Dạ. Ít ra mới được vậy rồi. Ăn đây. Mày ăn đi, ăn thêm miếng nữa đi. Có rồi, có rồi. Mày ăn cái này ngon nè trời, cái này cái mùi khác. Ngon, ngon. Ngon. Ngon không? Béo. Em chỉ lấy 15 ngàn một cái thôi. À. Cửa gì vậy? Tôi nói mà. Tôi đã thoát nạn rồi. Tôi hay quá mà, tôi biết tính vợ tôi quá mà. Dễ gì tôi ăn. Ăn đi mọi người ăn đi. Ông bày ra bán bánh hả? Trời ơi tự ba làm á ông ơi. Nghĩ sao thời buổi bán bánh. Người ta kinh doanh bất động sản hay đó. Cái gì mà lời nhiều. Ví dụ bánh này thì tự ở nhà làm mới có lời. Nghĩ sao mua đi bán lại. Mà ba quỷ này bán mười mấy hai chục ngàn cái ở đâu mà lời. Trời. Có nhiều khi vợ mà cãi tôi thiệt sự luôn. Thì không lẽ tôi chú bá gì tao nói đúng thôi. Bởi vì cãi thầy là núi đè khiêu cái gì. Nói đúng thôi. Bánh thì sao mà lời. Ba cái quỷ yêu này. Trời đỏ luôn nè trời ơi. Bữa nay hả? Ai đè? Ai đè? Hả? Mà không có. Ý tôi nói là bây giờ mình đem mấy cái bánh này ra thì ở đây không ai bán lại mình hết. Mình đè bẹp mấy con kia hết luôn.